Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Stargazer phiên bản đặc biệt màu trắng. Thì anh chị có thể thấy là Stargazer là một chiếc xe 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo và có giá cực kỳ là tốt. Trong phân khúc xe 7 chỗ thì Stargazer sở hữu động cơ mạnh nhất, rồi sức kéo tốt nhất và hộp số IVT vận hành êm nhất, cũng như là độ cách âm ở khung gầm thân vỏ dày nhất, dày hơn Xpander, dày hơn Cross, Xpander Cross và dày hơn Veloz Cross. Thì cá nhân em đánh giá chiếc xe Stargazer này, cái đầu nó hơi ngắn một chút, nhưng mà đổi lại anh chị có khoang hành khách phía sau, phía trong rộng rãi, kèm theo những cái công nghệ tuyệt vời của nhà Hyundai. Bản cao cấp thì bên em có những cái công nghệ như là Hyundai Smart Sense, đó là cảnh báo điểm mù, rồi hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, rồi có sạc không dây và hỗ trợ phòng tránh va chạm người phía trước cũng như là phía sau. Thì đây là phiên bản đặc biệt, thì giá bán hiện tại của phiên bản đặc biệt bên em chỉ rơi vào khoảng 535 triệu, với giá niêm yết là 625 triệu, thì bản đặc biệt đã được giảm khoảng 90 triệu. Còn bản tiêu chuẩn bên em thì giá niêm yết là 575 triệu, thì hiện tại thì đang được giảm cũng khoảng 90 triệu, đó là 485 triệu. Thì với cái giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang cho cả ba phiên bản, thì em xin báo luôn với anh chị thì là bản tiêu chuẩn lăn bánh khoảng 552 triệu, bản đặc biệt khoảng 602 triệu và bản cao cấp khoảng 652 triệu. Thì đều có những phụ kiện tặng kèm qua các bản cho anh chị, đó là phim kích nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng, ví da. Đến với hàng ghế thứ hai, những chị có thể thấy là xe trang bị hàng ghế thứ hai rất là rộng, kèm những cái cổng sạc USB cũng như là có cửa gió của dàn lạnh ở phía trên, giúp cho chiếc xe làm mát nhanh. Rồi thì có hàng ghế thứ hai ngồi êm và độ ngả lưng ghế tốt, rộng, thì cho anh chị những cái chuyến hành trình cực kỳ là thoải mái, không bị mệt mỏi. Và đặc biệt là xe này mà chạy dịch vụ thì khách hàng rất là yên tâm về độ đầm chắc cách âm vận hành cũng như là bên trong rộng rãi, kèm những cái hộc để đồ tiện lợi. Đây anh chị có thể thấy để đồ, để nước, rồi thì chúng ta cũng sẽ có những cái ghế, cũng sẽ có những cái túi để mình để đồ. Về vấn đề màu xe thì bản tiêu chuẩn bên em thì sẵn các màu như là màu đen, màu trắng. Bản đặc biệt thì cũng sẽ sẵn các màu như là màu trắng, màu đen, màu đỏ, và bản cao cấp cũng vậy. Thì với mức lãi suất hiện tại đã cực kỳ là tốt. Lãi suất cố định 1 năm đầu là khoảng 0,8, cố định 2 năm đầu thì khoảng 0,85, và cố định 3 năm đầu thì khoảng gần 0,9. Với cái phần trăm vay tối đa đó là 80% giá trị xe, và thời gian vay tối đa là 7 đến 8 năm, thì anh chị hoàn toàn có thể sở hữu được một chiếc xe Stargazer phiên bản 7 chỗ. Stargazer 7 chỗ nhập khẩu lăn bánh chỉ từ hơn 500 đến khoảng hơn 600 triệu cho các phiên bản đó. Anh chị quan tâm đến Stargazer thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình, để em có thể tư vấn với mức giá chi tiết hơn, thay đổi cập nhật cho anh chị theo từng thời điểm của tháng 3 2023. Thì em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video, cảm ơn anh chị. Anh chị cho em một like, một subscribe và góp ý dưới phần bình luận để em có thể hoàn thiện video được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.